Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta đến với series Le Proverbe Français, những câu tục ngữ mà người Pháp hay sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Thành ngữ của hôm nay là Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Dịch nghĩa tiếng Việt là bạn không nên rao bán bộ da của con gấu trước khi bạn giết được nó. Cũng khá dễ hiểu đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc định nghĩa bằng tiếng Pháp nhé. C'est un conseil de prudence invitant à ne pas considérer comme acquise une chose que l'on ne possède pas encore. Đây là một lời khuyên chúng ta phải cẩn thận, đừng nên xem là đã đạt được một điều gì đó khi mà chúng ta vẫn còn chưa làm được. Bây giờ thì cùng nhau đưa vào bối cảnh nhé. Quand je serai promu directeur, je te nommerai directeur adjoint. Tu n'es pas encore directeur, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Khi tớ được thăng chức giám đốc, tớ sẽ chỉ định cậu làm phó giám đốc. Cậu còn chưa làm giám đốc mà, đừng nên rao bán bộ da gấu khi cậu còn chưa giết được nó. Bài giới thiệu đến đây là hết, các bạn cùng đón xem những video sau nhé.